Chúng ta sẽ về nhà.
ba có làm cho các bạn tự học, đúng không? Thế là đi ở đâu cũng là sáng tới chiều, chứ không có phải đi có buổi. Lớp các bạn hiện tại đào tạo đang vừa cho chị hai lớp đi chơi đi về là không có học lý thuyết trong 6 tuần tới, cho nên là bạn không có bị vướng nha. Thank you.
bữa nay ngày đầu tiên các bạn nhỏ đi học phải đi cùng các sang tháng thứ ba em bé ổn,
Sang từ ngày 14 đến ngày 30 nó được chọn nặng hơn, nó được chẩn đoán là nhiễm trùng huyết, nó đổi kháng sinh vancomycin, ví dụ vậy, được chưa? Rồi sang đoạn sau nữa, nhiễm trùng mỏng rồi, bây giờ cái vấn đề là nuôi dưỡng cho bé nó lớn, chỉ là dinh dưỡng thay đổi, đó là ba cái điều kiện, đúng không? Chúng ta làm như vậy, chúng ta có riêng thế này nha. Tuy nhiên đối với bốn thì tụi chị không có chọn bệnh dài như thế này. Thường những cái bạn án thi thì sẽ chọn bệnh ngắn, không có nằm lâu, và các bạn mới còn mới quá, các anh chị chuyên khoa một chuyên khoa hai thì chọn bữa khác, các bạn có nắm được không? Cho nên không có lo lắng cái vấn đề hỏng qua đó, các bạn làm cái này trong thời gian mà 90 phút trên trong thì hết, được chưa? Rồi cái ca này tóm lại ca này bé nó có những cái vấn đề gì? Sụt cân 1.400 xuống 1.300 là mất 100 kg.
sụt cân sinh lý sẽ xảy ra trong tuần đầu sau đẻ và thường sau một tuần em bé sẽ lấy trở lại cân nặng. Ví dụ ca này nằm vô là 1.400, điều trị đến 7 ngày nó đang 1.400 thì ok, nó lấy lại cân nặng chuẩn sau một tuần. Chúng ta cân ở đoạn giữa giữa đó nó đang là 1.300 thì sao? Thì vẫn là ok, tại vì nó sụt cân nó chưa quá 10%. 10% của 1.400 là 140 gram, nó sụt có 100 gram mà được. Nhưng ca này không phải là sụt cân sinh lý nữa, tại vì nó đã là 15 ngày rồi, hiểu không? Nó đã vượt quá một tuần rồi, nghĩa là ca này nó đang là sụt cân bệnh lý, có khả năng nó bị nặng, nó nằm nó hồi sức, nó nuôi ăn tĩnh mạch, nó không đủ năng lượng để nó lên ký giống như tiến trình bình thường. Có nắm được cái này chưa? Rồi. Triệu chứng toàn thân, triệu chứng thần kinh, hôn mê lúc nhập viện, lừ đừ cũng hiện tại. Cái này thì các bạn cần phải lưu ý, ở trẻ sơ sinh mà chẩn đoán hôn mê thì rất là khó. Các bạn nhớ nha, rất khó để quyết định biết là trẻ mê. Các bạn biết là các bạn không có làm sơ sinh nhiều thì chúng ta rất khó, tại vì nó chỉ ngủ rồi nó thức, rồi ngủ rồi thức. Hơn nữa khi một đứa trẻ siêu hấp nặng, chúng ta đặt nội khí quản thở máy á, đặt cái nội khí quản vô cái đường thở, rồi tắm máy thở, chúng ta phải sử dụng an thần, chúng ta xài một viên, chúng ta xài midazolam, như vậy nó sẽ không tỉnh được. Sao tỉnh được? Nó an thần là nó đừng có chống máy nha, không chống máy, không có tự thở chống máy, mình sẽ không có cài đặt không số máy đúng như lý tưởng được, cho nên bắt buộc phải đánh sập đường hô hấp của nó là cho nó nghỉ thở bằng cách sử dụng một viên. Thì chúng ta đánh giá cái chi giác nó hôn mê sẽ cực kỳ khó khăn, cho nên khi chúng ta làm chúng ta để ý, được chưa? Rồi, triệu chứng hô hấp tím, ho nhiều, cổ khô, co lẫn ngực, thở 60 lần trên phút vào ngày thứ 80, có nghĩa là cái này tới ngày 80 là nó còn một cái viêm phổi nữa, cho nên là mình trước trước nó đã hết rồi. Bạn làm như vậy rất là khó để mà cái người nghe người ta tắt được đoạn nào, nhớ chưa? Rồi, triệu chứng tim mạch CRT trên 3 giây, có nghĩa là thời gian phục hồi da kéo dài, nó cho chúng ta thấy là thời gian đổ đầy mô mạch ngoại vi nó kéo dài đi, có nghĩa là nó đang hạ huyết áp. Ở trẻ sơ sinh chúng ta không có đo được huyết áp, cho nên gặp mạch nhanh nhẹ khó bắt, thời gian phục hồi da kéo dài, da nổi bông là người ta chẩn đoán hội chứng sốc sơ sinh. Nắm được chưa? Chúng ta không có máy huyết áp để chúng ta đo, chúng ta chỉ có đặt cái KTT động mạch quay để đo huyết áp xâm nhập, mà không lẽ đứa nào đem theo đặt thì sao mà đặt nổi nha. Cho nên là thường người ta dựa vào những cái dấu hiệu gián tiếp để cho biết tình trạng suy tuần hoàn, nhớ chưa? Cho nên khi chúng ta làm bệnh án, chúng ta gặp bệnh nhân như vậy hẳn là chẳng có mặt hội chứng sốc, thời gian phục hồi da kéo dài, da nổi bông, mạch quay nhanh nhẹ khó bắt, được chưa? Rồi, đó là hoặc là không bắt được cái tùy theo cái mức độ, thì đó là cái cho những dấu hiệu cho biết em bé này đang có cái hội chứng sốc. Rồi, tiếp theo triệu chứng tiết niệu tiểu ít phù, cái này có nói được không? Ở trẻ sơ sinh chúng ta không có đặt xong tiểu ở trẻ này, bé nó tiểu chúng ta không có hứng được, nó tiểu qua tả, cho nên quyết định tiểu ít chúng ta phải thật sự cân nhắc. Nếu các bạn muốn nói bạn này tiểu ít, bạn bắt điều dưỡng theo dõi cái tiểu của bé bằng cách nào, là điều dưỡng sẽ mỗi lần thay tả sẽ phải cân tả, cân có tính theo bao nhiêu ml nước tiểu từ cái tả này, cuối cùng người ta cộng lại cả 24 giờ là ra lượng nước tiểu 24 giờ. Các bạn có nắm được như này không? Đó là cách tính nước tiểu. Từ số lượng đó chúng ta chia ra có bao nhiêu ml tập ký, coi trên kilo hạn trên giờ để coi đứa này nó rớt vô tiểu bình thường, hiểu niệu hay là vô niệu. Bạn nhớ nha, là cách tính nước tiểu sơ sinh, chứ không có ghi chung chung như gì, ta hỏi không biết được trả lời nha. Rồi, triệu chứng da niêm, vàng da toàn thân,
từ trước 24 giờ sang xanh, hiện tại không ghi nhận vàng da. Khi chúng ta không có ghi triệu chứng như thế này, nếu chúng ta quyết định ca này nó có em này, có bệnh nhân này có vàng da, chúng ta sẽ ghi hội chứng vàng da. Vàng da vàng tái hay là vàng cam hay là vàng tươi, vàng toàn thân hay là tới răng mơ mấy, răng mơ 1, răng mơ 2, răng mơ 3, răng mơ 4, răng mơ 5, cắt bắn theo răng mơ, đó là phân năm dùng vàng da theo răng mơ ha. Rồi nước tiểu màu vàng, phân vàng hay là bạc màu, để chúng ta quyết định đây là vàng da tăng bilirubin trực tiếp hay là gián tiếp, được không? Chứ không nói chung như gì được, nói chung gì mình không biết là cái gì. Tùy theo nguyên nhân chúng ta, tùy theo cái hội chứng vàng da kiểu nào mà chúng ta đưa đến cái nguyên nhân tiếp theo. Nắm được cái này chưa? Rồi. Triệu chứng huyết học, bầm da cẳng tay rải rác nhiều nơi, xuất hiện vào tuần đầu sau khi nhập viện. Em bé này có bầm da, các bạn sẽ ghi kỹ nữa là coi cái sông dạ dày dịch nó trong hay là nó lợn cận nâu. Một cái nơi mà xuất huyết nữa đó là xuất huyết dạ dày thường gặp. Cho nên gặp một cái lúc có triệu chứng huyết học có bầm da thì chúng ta buộc lòng phải coi những cái chỗ khác nó có xuất huyết nữa hay không. Những cái à sông dạ dày lợn cận nâu, chúng ta biết như vậy là chúng ta biết ta tán đầy đủ hết các cái xuất nơi xuất huyết trong cơ thể của trẻ khi một đứa trẻ nó có rối loạn đông máu, được chưa? Rồi nghẹt nặng ngay sau sanh, áp ga 1 phút bằng 4 điểm, được không? Cái này thì thường áp ga là do cái tuyến ở trước, tuyến trước nó chỉ tính họ ghi, chứ tới mình thì nó còn tính áp ga nữa được không? Không. Cho nên là cái này nó không có giá trị lắm các bạn. Tại vì không có anh bác sĩ nào mà dám đạp cái bốn viết áp ga 0-3 điểm ngạt nặng cả. Dù cho nó trẻ ra nó ngạt nó không thở là tại nó liên quan với tới sản, hiểu không? Cho nên là bác bạn được có hồng mà kiếm được cái bệnh viện sản nào mà chuyển cái đến dám đi áp ga 0-3 điểm cả. Cho nên là chuyện đó chúng ta không cần coi. Nhưng một đứa trẻ đẻ ra tiếng không thở đặt nội khí quản hồi sức, đứa đó là ngạt nặng, được chưa? Không ngạt nặng ai làm gì chi, được không? Mình coi cái diễn tiến nó ghi rồi biết đứa này ngạt nặng, được chưa? Chứ không cần dựa vào áp gan. Chị nói nhiều hướng để các bạn thi, các bạn làm rồi đấy, các bạn đọc, các bạn hình dung ra được cái này để các bạn biết được à cái tiền sử đứa này là cái gì, được chưa? Rồi mẹ bị xơ gan do viêm gan B, có chắc là mẹ xơ gan không? Nếu mà nói xơ gan thì phải có giấy tờ chứng minh, phải có hội chứng suy tới đầu gan, có hội chứng phân áp đến mặt cửa, rồi phân loại theo chai bút đàng hoàng mới nói xơ gan được. Tại vì thường người xơ gan ít bây giờ mà ai mà chị làm rồi 20 năm thì chưa có thấy ai mà sơ gan mà để có con cả nha. Cho nên là chị có khả năng cái chị này chỉ đang là một cái mang cái mầm bệnh người làm năng trùng của virus gan B, HPV, hoặc là chị này chỉ là người làm năng trùng nhưng mà khi chị có bầu nó trở thành là một cái đợt viêm gan cấp, nó xảy ra trong cái giai đoạn chị mang thai. Chứ còn mà sơ gan thì cái chuyện này nó hy hữu dữ lắm. Cho nên một khi mà người ta nói sơ gan thì phải hỏi thật kỹ lại giấy xuất viện gần đây nhất của mẹ đâu, con coi dẫn nó, được chưa? Chứ đừng cho tự tin vào người nhà nói, đôi khi người ta nói không chính xác, các bạn có nắm được không? Tại vì khi đặt bút tay giúp khác mình đường, ta phải hỏi là coi gì để thôi mình đi hỏi cũng vậy à. Em coi cho em mượn cái giấy ra viện của mẹ là bà có nằm có bụng bán, có chọc dịch ổ bụng, có gì được chị sơ gan bạn học rồi mà anh học rồi thì em hỏi rõ ràng ra. Nếu chắc ăn thì chúng ta mới tính tới chuyện tiếp nữa, chúng ta có cái cơ sở để chúng ta nói khi người ta hỏi chúng ta, được chưa?
Rồi. Đây là những cái dấu hiệu, những cái triệu chứng xảy ra trong 3 tháng của đứa trẻ này. Cho nên nếu mà chúng ta chẩn đoán tại đây, chúng ta chẳng đoán hết cái này là cái trẻ đã chết rồi. Cho nên chúng ta không làm như thế này được. Ừ, thì chúng ta sẽ chẩn đoán ngắt khúc ra. Tôi sẽ làm bệnh sử hiện tại của đứa này. Ngay đợt này đây, em bé này là đứa sơ sinh thăng non, 29 tuần 1,4 mới được nằm ở bệnh viện điều trị trong thời gian 3 tháng. Cách đây 1 tuần, em bé ho, có đàm, thở mệt gì đó. Được tiếp tục điều trị tiếp. Tôi lấy bệnh sử của cái viêm phổi ở cái lần này, tôi chẳng đoán mà tôi điều trị. Khó hiểu được cái gì không? Còn những cái kia đưa nó vào tiền sử hết. Con cứ để như thế này, để như thế này, sau điều trị. Được chưa? Đó là cái cách khi chúng ta làm bệnh án. Như vậy thì khi chúng ta gặp một cái tình huống sơ sinh, người ta cung cấp những cái dữ liệu về triệu chứng cơ năng, triệu chứng thực thể, chúng ta có nhiệm vụ ngồi lấy cái tờ giấy ra ghi gom lại các cái hội chứng, triệu chứng em bé này theo cái kiến thức của chúng ta, để chúng ta mới đưa ra cái chẩn đoán khả năng phù hợp nhất là cái gì. Nêu 1, 2, 3 cái chẩn đoán không được là những cái chẩn đoán ít gần hơn. Có nắm vô khi chúng ta làm bệnh án được ha. Rồi, không có ai cho kiểu này cả. Ví dụ chị muốn cho về bệnh thì siêu hấp thì chị sẽ cho ví dụ bé xanh mổ 29 tuần, cân nặng 1,4 do ối vỡ sớm. Sau xanh em bé tiến phân thở được hồi sức tại phòng xanh, đặt hộ khí quản hồi sức, cho chuyển bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ. Đó là những phương pháp video chị khám em bé tỉnh, môi tím nhẹ trên CPAP cái gì đó nha, nhẹ oxy, thở nhanh bao nhiêu là 60-70 lần trên phút gì đó, rút loãng ngực, cắn mũi phập phồng, co kéo liên sườn ở bên 75%. Rồi đề hãy chẩn đoán, nêu chẩn đoán phù hợp nhất thì là cái chẩn đoán nhiều nhất. Thì muốn ghi được cái chẩn đoán này, chúng ta phải làm gì? Ngồi tóm tắt lại em bé này có cái gì. Hội chứng siêu hấp cấp hay trắng, thở nhanh gì đó. Rồi, siêu hấp men bao nhiêu điểm. Rồi, thêm nữa, tiền sử em bé này sanh non, 29 tuần, cân nặng 1,4. Em bé này có hồi sức sau sanh, sau đẻ em bé không khóc tiếng, được chặt hộp của lãng hồi sức, được chưa? Rồi, sau đó chúng ta mới nghĩ đến gì? Em bé này sanh non, siêu hấp, thường gặp bệnh lý gì? Bệnh màng trong biến chứng siêu hấp mức độ nặng cộng xanh ngạt, để ra nó ngạt hả, thấy chưa? Rồi cộng ngạt hoặc là bạn chẩn đoán bệnh não thiếu máu cục bộ và thiếu oxy, được, đó là theo cái mã của Bộ Y tế. Còn các bạn đi lâm sàng có số bạn cho nó ngạt cũng được, không cần phải nói được cái chỗ kia nó khó viết quá. Ngạt rồi xẹt trên đối tượng xanh non 29 tuần đủ cần, 29 tuần thứ tư là theo biểu đồ rút trên cơ là đủ cần, được chưa? Đó là cái cách chẩn đoán. Rồi chúng ta mới coi người ta có yêu cầu là chẩn đoán phân biệt hay không. Chẩn đoán phân biệt thì mình sẽ chẩn đoán phân biệt thì đứa này nếu không là màng trong thì nó có khả năng là viêm phổi bẩm sinh, nó có khả năng là khó thở nhanh thoát qua. Tại anh này siêu hấp trên một đứa trẻ xanh mổ, được chưa? Thì những khả năng chúng ta làm như vậy, đó là cái cách chúng ta ghi chẩn đoán, các bạn có hiểu không? Được nha. Rồi, và người ta kêu đề nghị cận lâm sàng phù hợp thì lúc này với cái chẩn đoán của mình cần đề nghị gì để chẩn đoán bệnh màng trong? Đề nghị xét nghiệm gì? Chụp thiết quang ngực ngực thẳng, coi 4 giai đoạn của bệnh màng trong, nó vớt vô giai đoạn máy. Rồi một ca này bệnh màng trong siêu hấp mức độ nặng, để đánh giá siêu hấp chúng ta làm gì? Cái gì? Khí máu động mạch, được chưa? Rồi làm gì nữa hả? Ca này là có ngạt thì bắt buộc chúng ta phải làm gì? Sao xanh nó con khóc tím ngạt mà hồi sức mà. Chúng ta coi tình trạng thiếu oxy nuôi đa cơ quan,
thì một cái xét nghiệm có giá trị đó là gì? Lắp tát máu. Nếu cái u thi nó phải chuyển qua yếm thí thì lắp tát máu phải tăng. Rồi chúng ta làm chức năng gan, chúng ta làm thận, ure, rồi anemen, AST, ALT. Khi nó thiếu u thi nó lọc thân nó sẽ bị rớt vào tình trạng suy thận cấp. Ure, rồi anemen, máu nó tăng. AST, ALT thiếu u thi nó tế bào gan hủy quả tế bào gan thì nó sẽ tăng. Men tim cũng làm được, men não cũng làm được, nhưng mà một đứa trẻ mà rút hết máu gì là nó sẽ chết. Cho nên thật lặng thời tôi sẽ làm cái gan thì cái đầu trước, hai đó nó hỗ trợ điều trị cho mình. Được chưa? Ca này bắt buộc phải nuôi ăn tĩnh mạch, cho nên phải thử đường huyết. Được chưa? Rồi cái ca này thì chúng ta không làm điện giải đồ trong ngày đầu tiên, khi lúc mới vào viện. Cho nên chúng ta đừng có đề nghị điện giải đồ. Tại khi tình huống người ta cho là trong bệnh các cái luật coi như là nó mới đẻ mà, thấy thấy chưa? Nên chúng ta không cần đề nghị điện giải đồ. Những thời gian sau ta mới đề nghị điện giải đồ. Được chưa? Rồi còn làm gì nữa không? Ổn định, cái này cho siêu âm hớp tại giường. Đứa này nó ngạ, coi chừng nó có xuất huyết não bên đi kèm đó. Giúp chúng ta tiên lượng, cho nên bắt buộc cho siêu âm qua hớp tại giường. Được chưa? Đó là những cái xét nghiệm mà chúng ta cần đề nghị. Và là một cái nữa đó là tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy điếm laser. Là gì vậy ta? Là xét nghiệm thường quy cho tất cả các trẻ nhập viện. Được chưa? Đủ các cái xét nghiệm chúng ta làm rồi. Rồi, xong rồi mà người ta kêu là hãy lưu ý định điều trị con ca này. Ca này đang là siêu hô hấp mức độ nặng thì chúng ta làm gì? Nằm hồi sức tích cực, hỗ trợ hô hấp. Rồi ghi vậy thôi, thế là đặt nổi chiếc quạt thoải mái gì đó. Rồi, cái ca này là 1.4, 29 tuần đang siêu hấp nặng, còn mà không có ăn qua đường tiêu hóa được, thấy chưa? Khi gặp hàng cầu nuôi ăn tĩnh mạch hàng cầu. Cái này đang là trẻ mới đẻ, giúp ngừa vitamin K, vitamin B, không chỉ là hồi sức nó chạy qua đây. Vitamin K1, 1mg, tiền bạc. Rồi, trẻ sơ sinh này cần phải giữ ấm để không thôi nó lạnh, cho nên chúng ta cần phải cho nặng nằm quan mơ. Còn ai không biết cái quan mơ là sao thì ủ ấm bé. Được chưa? Đó là những cái chúng ta bắt buộc chúng ta phải nghe cho được. Thấy nè. Rồi, đứa này đẻ ra thì có cái rốn, đó là chăm sóc rốn. Được chưa? Rồi, đó là rồi, đứa này nhiều thủ thuật xâm lấn cho bạn này quá. Kháng sinh dự phòng. Mình dạy âm bi cộng với cefotaxim cho theo cái liều của những trường hợp đó. Được chưa? Rồi, sau đó cuối cùng thở máy, nuôi ăn tĩnh mạch bắt buộc phải đặt xong dạ dày, tháo cái dịch ra và theo dõi sinh hiệu SpO2 toàn trạng của bé để con của mình bị nó sống hay nó chết, và chế độ chăm sóc là cấp 1. Được chưa? Đó là cái cách mà chúng ta ghi quy định cho chúng ta làm được mốt. Có được chưa? Được nha. Rồi thì hy vọng thêm mấy ngày đi xin sinh tiếp tục, các bạn sẽ học thêm được mới về cái sinh nữa. Đi đâu cũng vậy, chia ra các bạn ít để bạn không bỏ lỡ bỏ phòng dịch, bạn bỏ năm ca thì có thể cũng hướng dốt, cũng phải đưa về nó cao, cũng phải làm chín chắn giọt xong mình mới làm đầy đủ cho chị. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ kết thúc chương trình ở đây. Để tối nay về chị liên hệ chia lớn cho là kế hoạch cho các bạn đi. Vẽ lên.
liền đẹp đẹp. Thích gì vậy? Không có ẻ à. À, nãy giờ ghi âm hả? Ủa? Bà không...